Lại là mình đây. Video ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh, bức hoạt hình động vật sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cách tô màu nha. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếp tục tô màu nha. Bây giờ mình về. Thằng ấy nó về. Đó. Thằng kia nó về. Vâng.